Hello, chào mừng các bạn đến với kênh Thu Bonsai, kênh chia sẻ cùng nhau phát triển. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ, an lành và thật nhiều sức khỏe. Các bạn thân mến, là đến hẹn lên hôm nay ngày 27 tháng 5 2020 thì Nam Thu lại đến cái vườn kiểng quen thuộc của anh Trung Hậu, tọa lạc tại phường Tân Thế Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, để chia sẻ với các bạn cái lô mai chú thủy. Ngoài mai chú thủy ra thì nó cũng có một số loại cây khác, nhưng mà vườn của Trung Hậu là chủ yếu là mai chú thủy là chính các bạn ha. Các bạn thân mến, thì Nam Thu chỉ làm clip và chia sẻ cho các bạn để có sự lựa chọn cho riêng mình. Nam Thu không tham gia mua bán bất cứ hình thức nào. Mọi liên lạc các bạn gọi trực tiếp cho anh Hậu theo số điện thoại là 0932 696 239 các bạn ha. Mong các bạn thông cảm. Thôi bây giờ chúng ta làm việc, bắt đầu gặp lại anh chàng Hậu quen thuộc ha. Cái khuôn mặt rất là quen thuộc trong kênh Thu Bonsai. Hello, chào em. Rồi, em chào anh Năm nha anh Năm. Chào tất cả các anh em mình nha. Cũng như các bạn mình gần xa. Ngày hôm nay mình cũng làm lại cái clip mai chú thủy nữa anh Năm ơi. Quay lại cũng là mai chú thủy nữa anh Năm ơi. Chứ anh Năm thấy vườn em mà mai chú thủy nó nhiều. Chủ yếu là mai chú thủy thôi. Nhưng mà nó cũng có cái clip này, nó cũng có một hai cây nó khác cái giống mai chú thủy, nhưng một hai cây anh Năm ơi. Vườn bên mông bắt ngát là toàn là mai chú thủy các bạn ha. Hậu ơi, trước khi chào giá thì em đọc lại cái số điện thoại, hình thức kinh doanh như địa chỉ vườn mình rồi, cho cô bác và anh chị biết ha. Rồi, địa chỉ của em là A33 Dương Thị Mười, phường Tân Thế Hiệp, quận 12. Số điện thoại của em là 0932 696 239. Hình thức mua bán thì từ nào cũng vậy anh Năm ơi. Tức là anh em nào mua cây nào rồi chốt cây đó rồi xong rồi gửi vô tài khoản mình 50%. Rồi. Còn 50% là bên ship nó sẽ thu hộ về cho mình. Ship xuống sao em? Ship thì mình báo giá, mình bán tại vườn, không bao ship. Không bao ship. Chỉ anh em nào mà mua 5-3 cây, số lượng nó 5-3 cây thì hai bên có thể là thương lượng lại cho ship. Thương lượng lại để cùng hỗ trợ cho nhau phải không? Thôi, không làm mất thời giờ của cô bác và anh chị, chúng ta tiến hành chào giá. Các bạn lưu ý, lô hàng được chào giá vào ngày 27 tháng 5 2020. Thôi bắt đầu chúng ta làm việc chào anh. Rồi giờ lấy cây này nha anh Năm. Cây số 1 ha Năm. Cây số 1. Do số 1 dòng đế của nó là 75. Tán rộng của nó là 58. Chiều cao của nó là 50. Đó, quen vòng cho anh em mình coi, cây này là lá lớn của nhị quý nha anh em. Tức là cây số 1. Chào giá là 800 ngàn nha anh em. Được, chào giá là cái số 1 được chào giá là 800 ngàn các bạn ơi. Đây. Rồi ok, xin mời em khác. Cây số 2. Tán lộng luôn Năm ơi. Sao không thuê người bưng bê cho nó khỏe Hậu? Cơ không có tiền mưa. Nói anh Năm cho mượn. Anh Năm cho mượn nè. Năm cho mượn đi, mai mốt em thuê nha Năm. Năm cho mượn, Năm cho mượn mà bạc 20 nha. Mình ăn mình luôn Năm ơi. Nhưng mà bạc 20 triệu không? Thiệt nhiêu cũng được. Bao nhiêu cũng mượn Năm. Đế của nó là 71. Tại vì mượn đâu có trả đâu, bao nhiêu cũng được phải không? Mượn xù. Dòng eo của nó là 25. Tán rộng của nó là 64. Chiều cao của nó là 57. Rồi quen vòng cho anh em mình coi luôn nha. Rồi, em số 2 là mai chú thủy. Em số 2 mai chú thủy lá lớn luôn nha anh em. Rồi, ok. Giá đen nha. Chào giá là 900 ngàn. Có em mai là da vàng không? Có da vàng anh Năm. Da vàng quảng cáo em mai da vàng không? Chắc hết xài luôn rồi Năm ơi. Đây là em số 2 anh Năm. Thì xin mời em số 3. Em số 3 là mình bán cặp nha anh em. Ok, số 3 là cặp các bạn. Số 3 là nó có cặp, rồi mình đo cái dòng đế nó nha anh em. Cái đế này nó cũng bự quá anh Năm. Mà mình hốt cái đế nó nha anh Năm. Dứt cái đế đi. Dứt cái đế nha. Rồi, dòng đế của nó là 87. Dòng eo của nó là 23. Tán rộng của nó là 54. Chiều cao của nó 53. Rồi, mình quay vòng cho anh em mình coi nha. Đó là cây số 2, số 3 là mình bán cặp nha anh em. Rồi, cây số 3 bán cặp. Chia sẻ các bạn, em số 1, 1, 3, cái gì? Em 3 số 1 là 800 ngàn. Gì? Em số 1 cái lô cặp. Cái cây này là cây số 3. Cây số 3, bán cặp, số 3A. Này 3B nè. Nó hơi lộn liếu lưỡi. Lẹo lưỡi anh Năm. Lẹo lưỡi luôn. Rồi, dòng em nó 21. Tán rộng của nó là 58. Chiều cao của nó 50. Quen vòng cho anh em mình coi, đang có trái luôn nha anh em. Các bạn lưu ý, lô mã số 3 được bán cặp. Tức là lô này bán 1 triệu nha anh em. Không phải lô mà là mã số 3. Mã số 3 nó 1 cặp.
bán lô tao mua nguyên cái lô ngày hôm nay 1 triệu ông không trả, tại tao đập chết cái triệu. Số ba là một cặp nha, mã số 3 được bán cặp mà là 1 triệu. 1 triệu các bạn ơi. Viết không ra mực hả? Có ra mực nhiều lắm anh Năm ơi. Chả ào ào tướng mình đang ghi cái mình nhớ lại cái số tiền đó anh Năm. Số tiền ăn mình ghi cho nó đúng anh Năm. Rồi à, tiếp tục đây đây số 3. Mình tán miếng nha anh Năm. Ok đây tới kịp số 4. Các bạn lưu ý lô hàng được chào giá vào ngày 27 tháng 5 2020. Mọi giao dịch các bạn gọi cho anh Thảo theo số điện thoại là 0932 696 239. Rồi cái số 4 là anh Nam ơi. Giờ mình okay. Đo luôn nha anh Nam, có cái tử nha anh em ơi. Rồi dòng đế của nó cũng cái cây này nó một bọp luôn anh Nam ơi. Dòng này là cây nu luôn nha anh em. Dòng đế 57. Dòng eo của nó là 31. Rồi tán rộng. Tán rộng của nó là 83. Chiều cao của nó là 57. Rồi quen vòng cho anh em mình coi luôn nha. Trời ơi chi tay đồ già hết rồi anh Năm ơi. Rồi. Đó, thấy không Năm? Thấy. Mình rõ cho anh thấy cho anh em mình coi nha, là cây này là cây số 4. Chào giá là 3 triệu nha anh em. Thấy từ chân tơ kẻ tóc luôn rồi. Thấy không? Thấy rõ một mọc luôn. 3 triệu cây số 4. Cái một rồi cũng thấy luôn. Rồi tiếp tục chia sẻ các bạn. Đây, cây số 4. Rồi. Ở cây số 5. Số 5. Dòng đế này nó cũng dữ quá anh Năm. Ừ. Luôn cái dòng đế nó luôn anh Năm. Dòng đế của nó là 107. Dòng eo của nó là 35. Tán rộng của nó là 65. Chiều cao của nó là 60. Quay vòng cho anh em mình coi luôn nha. Em số mấy đó? Em này em số 5. Được chào giá là? Chào giá 1 triệu rưỡi nha anh em. 1 triệu rưỡi. Tức là 1 triệu 500 ngàn á anh Năm. Rồi 1 triệu 500 ngàn. Phải đúng 1 triệu 500 ngàn mới bán đúng không? Rồi tiếp tục chia sẻ các bạn. Em rồi tới em số 6. Số 6. Số 6 đây. Có thông số. Dàng đế nó luôn. Em số 6 là 85. Dòng đế. Dòng eo của nó là 22. Căng rộng. Tán rộng nó là 57. Chiều cao của nó là 61. Rồi quay vòng cho anh em mình coi nha. Cây này chào giá là 1 triệu nha anh em. Cây số 6. Số 6 là 1 triệu. Rồi xin mời em khác. Em số 7 luôn nha. Số 7 là nó có cặp nha anh em ơi. Mã số 7 được bán cặp các bạn. Bán cặp nha. Cái dạo này Hậu nó chơi cặp nhiều quá Hậu. Trời ơi, nó đi lễ lôi nó buồn anh Năm ơi. Lễ lôi buồn hả? Lúc này Hậu quất cặp không à. Cho nó vô cặp cho nó có mạng có đôi anh Năm. Dòng đế của nó là 74. Dòng eo nó 22. Tán rộng nó là 52. Chiều cao của nó là 47. Rồi quen vòng cho anh em mình coi luôn nha. Rồi đây một cây tới cây nữa nha anh em. Mã số ấy? Mã số này là mã số 7. Mã số 7 được bán cặp. Chia sẻ tới bạn là tiếp tục là em 7B đây. Đây 7B đây. Dòng eo của nó, cây này nó có cây tử nha anh em. Tử. Dòng eo nó 23. Tán rộng của nó là 49. Chiều cao của nó là 55. Rồi quay vòng cho anh em mình coi luôn. Cặp này là mình bán giá 1 triệu nha anh em. Là số 7, một cặp. Bán 1 triệu nha anh em. Rồi, ok. Mã số 7 được bán cặp là 1 triệu các bạn. Rồi. Xin mời em khác. Rồi, tới em số 8 luôn. Xích tới miếng anh Năm ơi, mình tấn tới nha anh. Tấn tới phải không? Đừng có lôi được rồi phải không? Đây. Tấn tới. Các bạn thân mến, lô hàng được chào giá vào ngày 27 tháng 5 2020. Mọi liên lạc các bạn gọi cho anh Hậu số điện thoại là 0932 696 239. Rồi, tới cây số này là cây số 8. Số 8. Chi tay đầu già luôn rồi anh Năm ơi. Rồi, dòng eo của nó là 35.
Tán rộng của nó là 76. Chiều cao. Chiều cao của nó là 45. Rồi quay vòng cho anh em mình coi. Quay vòng xong mình ngửa em ra cho anh Năm coi. Lật ngửa nó hả anh Năm? Lật ngửa là nó được. 5 giờ ngoài vậy anh Năm. À, lật ngửa ra, lật ngửa. Đây, lật ngửa ra cho anh Năm coi nha. Mặt bên kia kìa, mặt bên kia kìa. Mặt bên kia hả? À, mặt bên kia mới thấy mặt này nó khuất rồi. Rồi. Đã chia nhau rồi anh trước em sau mà. Đúng không? À, em... Lâu cũng phải cho em hưởng lần trước cái Năm. Cho anh hậu ở phía sau và anh Năm phía trước. Được chưa Năm? Được, cho coi chi tay chút xíu ha. À, rồi à, ok được chào rồi, giá nhiêu cây này chào giá là 2.8 triệu nha anh em. 2.8 triệu à, là cây số 8. Những cây mà có đơn giá cao chút xíu thì Năm Thu sẽ quay chậm mà nhờ người báo giá lật ngửa lên để cho không phải Năm Thu coi rồi ha, mà cho các bạn coi thôi, tại vì Năm Thu không có mua thì Năm Thu cũng không có coi lâu đâu, được cái coi đầu tiên thôi ha. Bán học không coi. À, tiếp tục chia sẻ các bạn em số 9, những cái tác phẩm này nó gần như là nó hoàn thiện. Nó các hoàn thiện rồi Năm ơi, cây này nó cũng bay lả lướt luôn Năm đấy. Cái này nhiều hết nè Năm. Cái này các bạn rước em về chỉ chơi thôi. Chơi thôi. Không có phải nuôi nữa. Làm gì nữa Năm. Không phải nuôi ha. Giờ lo dòng đế nha Năm, cây này đế nó đẹp quá Năm ơi. Dây kẽm còn không? Này hả, dây kẽm tháo hết luôn rồi. Tháo hết dây kẽm hả? Tháo luôn rồi, cây này tháo hả Năm ơi. À, với cây này chỉ được ôm đi chơi thôi. Chơi thôi hả? Chơi thôi. Cứ đem em này là về chơi thôi. Rồi, tiếp tục. Rồi, dòng đế của nó là 51. Dòng eo. Dòng eo của nó là 31. Tán rộng của nó là 76. Chiều cao của nó là 40. Rồi, quay vòng cho anh em mình coi nha. Rồi, cái này chào giá cũng 2.8 triệu nha anh em. Rồi, ngửa qua cái nha. Đặt ngửa qua nữa anh Năm. Ngửa cho anh xem chứ mà. Anh dòm hoài vậy anh Năm. Dòm hoài không chán, giờ nào chán thôi. Rồi, thấy chưa anh Năm? Phan cho con chút nữa nào. Thấy chưa? Rồi nó có gì nè Năm. Đế đồ chảy ha Năm. Muốn thấy thì các bạn mua về các bạn thấy liền. Rồi cây này là cây số 9. Số 9. Chào giá cũng 2.8 triệu luôn nha anh em. 2.800.000 đó Năm. Rồi ok. Xin mời em số 10. Đây em số 10. Trời ơi quá hả hậu ha. Trời này chắc cũng bị mưa đó Năm ơi. Ôi quá trời luôn, không có nắng. Mà xong mình quay xong mình vô mình nhậu rồi ổng mưa xuống là vừa đó Năm. Như nó ngoài Bắc còn nóng nữa đó. Đúng không? Ngoài Bắc nóng lắm. Đông Nam thì ngoài Bắc còn nóng dữ dội. Vậy mình đo cái dòng đế cái này nha Năm. Cây bự quá ha, bông bông trắng đẹp quá các bạn. Cây này nó đang ra bông anh Năm. Dòng đế của nó là 105. Dòng eo của nó cũng bự anh Năm. Dòng eo của nó là 35. Tán rộng của nó là 71. Chiều cao nó 68. Rồi quen vòng cho anh em mình coi luôn nha. Cây này là mang mã số 10. Là mình bán là 1.8 triệu nha anh em. 1.8 triệu á các bạn. 1.800.000 á Năm. Các bạn Năm Thu quay rất là chậm để các bạn nhìn thấy tai chi nữa ha. Cũ nó chà bá luôn hả? Rồi, trời ơi, này nó bự hết rồi Năm ơi. Rồi, tiếp tục chia sẻ các bạn em số mấy đây? Em số 11. 11. Ôi trời ơi, nó cũng bự nó Năm ơi. Số 11. Sao cái nào nó cũng bự hết đó Năm ơi. Hậu nhỏ con một khoái hàng bự không? Nội trên nó trống trống luôn Năm ơi. Tiếp tục chia sẻ các bạn em số 11. Số 11 dòng đế của nó là 90. Dòng eo của nó là 31. Tán rộng của nó là 58. Chiều cao nó 52. Quay dòng cho nên mình coi luôn nha. Cây này mã số 11 ha. 11. 11 chào giá là 1 triệu nha anh em. Với cái giá này tuy rằng cây nó chưa hoàn thiện thì cái giá này Năm Thu nghĩ là các bạn về tiếp tục nuôi là mình chơi được. Cái này vừa chơi vừa nuôi nè anh. Bởi như gốc cây này khi nó hoàn thiện nó liền xẹo thì giá nó cao, rất cao khá cao các bạn. Rồi tiếp tục chia sẻ các bạn. Tới luôn Năm ơi. Tiếp tục chia sẻ các bạn em số 12. 12 ha. Rồi cây số mã số 12. Cái này cái tay cái chậu là đẹp đẹp là chơi là ngon rồi. Đúng. Thấy không? Cái này nó cũng hoàn thiện rồi. Chậu này là chậu nuôi các bạn. Nếu còn chơi thì bạn chơi chậu lục giác. Dòng eo của nó là 41. Chơi lục giác hay hình chữ nhật thì nó. Tán rộng của nó là 60. Nó sẽ nhìn sẽ đẹp. Chiều cao của nó là 32. Rồi quay vòng cho anh em mình coi luôn nha. Cây này chào giá là 2 triệu nha anh em. 2 triệu ha. 2 triệu, cây số mã số 12. 12 thì 2 triệu. 12 là 2 triệu. 13 là 3 triệu hả Năm? Phải không? Chắc không á.
mặc áo giáp. À, tiếp tục. Ừ, cái cây này nó giống con cóc nữa năm. Em bự quá ha. Em này nó bự quá năm ơi, xem rinh còn chín rính nữa năm. Quá trời luôn. Thấy mà chi tay nó bự không anh năm, thấy không? Thuê thằng lính nó khiêng cho không chịu thuê. Ấy về chi mà mình bán nó có tiền anh năm. Khá mình thuê được anh năm ơi. Biết nhiêu chục khá. Rồi cái cũ đo cũ đi. Đo cái vòng đế của nó nè. 104. Vòng eo. Vòng eo của nó là 29. Tán rộng của nó là cái này là lá lớn nu ra cho anh em. 63. Chiều cao. Chiều cao của nó 55. Cái này là mai lá lớn nha anh em, nu á. Rồi. Rồi, chào giá là 6 triệu nha anh em. Mang mã số 13. Trời, cái này bông sao thấy ghi ta. 13. Ghi lên thân cây cũng được. 6 triệu. Mấy cái chậu nó đốm 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 rồi ghi cái nó khó thấy đó. Lên thân cây ha. Ghi thân cây được không? 6 triệu. Rồi được anh. Ghi cái thân cây. Tùy mà rinh cái này chắc thế. Rồi, hãy tiếp tục em số mấy đây? Em số 10. Mười mấy? 4. 14. 14 hình quái thú luôn nha anh em. Có cái đuôi hả? Có cái đuôi luôn, đàng hoàng luôn nè. Đó, dòng đế của nó nè. Dòng đế nó 84. Dòng eo của nó là 20. Tán lộng của nó là 64. Chiều cao nó là 48. Quay vòng cho anh em mình coi luôn nha. Rồi, cây này mang mã số 14. Chào giá là 900 ngàn nha anh em. Rồi, các bạn lưu ý, lô hàng được chào giá vào ngày 27 tháng 5. Mọi giao dịch các bạn gọi cho anh Hậu tới số là 0932696239. Tiếp tục, em số mấy đây? Em số 15. Em số 15. Cây 15 nó cây nó bay nha anh em. Nó nặng, nhìn thấy cái nặng nề quá. Ôi, cây này cây bay nha. Đại chậu xi măng nè. Xi măng. Góc bự quá ha. Rồi. Cây này chắc quay hơi khó à, nó đụng biết, nó biết sao giờ Hậu dời cây kia lên chút mình thả cây này mấy cây nhờ đi. Đây. Lên mày đứt bóng luôn. Được rồi, lên đứt bóng. Năm phải bo cho em. Chút bo cái con dịch. Con dịch nay chỉ có dịch thôi. Nam có gà có dịch cho con dịch. Rồi. Vậy được rồi Nam. Rồi ok. Đó, quay về luôn cho anh em mình coi cái nha. Giờ mình đo luôn nha Nam. Rồi. Chơi. Để cái này. Chơi luôn. Dòng đế của nó là 89. Dòng eo của nó là 42. Cái tán này nó bay dữ quá, phải quay cho nó đúng cái tán bay rồi mình đo nên vậy. Đúng rồi, quay về hướng nó thấy đúng rồi. Đúng. Tán bay 111. Chiều cao của nó là 48. Rồi, cái này mã số 15. Chào giá là 2 triệu nha anh em. Chào giá là 2 triệu. 15 thì chỉ có 2 triệu thôi. 2 triệu là có một cây. Các bạn lưu ý khi hàng được gửi đi thì bỏ chậu lại phải không? Đúng không Hậu? Chậu này nó nặng lắm. Chậu nặng lắm. Khi mà chuyển đi thì nó rất là tiền ship rất là nhiều, rất là nặng. Thành ra các bạn thông cảm đi, về mình chọn cái chậu ở địa phương mình cho nó rẻ tiền ship các bạn ha. Rồi, tiếp tục chia sẻ các bạn, em số mấy đây? Em số 10. 16. 16 đây. Thở cái nhanh năm. Em nãy giờ em rinh em cũng đuối rồi anh năm. Lát nữa bò em còn thêm lon bia nữa năm. Lon bia với cái bò câu với hai cái chân ha. Rồi hai cái chân nữa phải không? Hai chân dịch quay. Ráng làm miếng nữa đây. Dịch quay hai cái chân giảm tới chiều luôn. Đế của nó là 85. Eo. Dòng eo của nó là 21. Tăng rộng. Tăng rộng của nó là 51. Chiều cao. Chiều cao của nó 55. Rồi quay vòng cho anh em mình coi luôn nha. Cây này mang mã số 16. 16, chào giá là 800 ngàn nha anh em. 16 là chỉ có 800 ngàn thôi. Rồi ok, xin mời em kế tiếp. Em kế tiếp. 17. 17 không? 17. 17 là cây kinh quýt nha anh em. 17 đổi gu ha. Đổi gu. Mà chú thị chán rồi, giờ chúng ta chuyển sang kim quýt. Cái đấy nó cũng bự quá anh năm. Kim quýt. Trời ơi. Kim quýt đây. Đây.
xây cái chậu này qua kia cho nó che bớt hậu ơi, cái chậu này nó che cái lá. Che cái này phải không? Hậu, rồi, hậu. Để đây để em, cái em nào che thì em dẹp trong đó cho. Ờ, che bớt, xây bớt. Xây hay là mình xây nó năm? Không xây nha, xây. Xây chứ có xe hả? Không. Rồi không. Được không năm? Được rồi. Thấy không năm? Thấy rồi. Rồi cái này mình đo đế luôn đó năm. Ok. Cái này cái đế nó bự quá năm. Dòng đế của nó là 90. Dòng mèo của nó là 25. Tàu gỡ tán này cũng bay cũng đẹp quá nè. Tán bay nó là 70. Chiều cao của nó là 60. Quay vòng cho anh em mình coi luôn nha. Rồi em số mấy đây? Em số này 10. 17. 17 là Kim Quýt Việt Nam. 17 là Kim Quýt nha anh em. Kim Quýt Việt Nam nha, phải Quýt Thái Lan nha. 17. Được chào giá là 1.800.000 nha anh em. Chào giá là 1.800.000. Rồi, em này là em Kim Quýt. Rồi, tiếp tục chia sẻ các bạn. Em 19. Mấy 18 chứ. Ủa, chắc nhảy 18. Số không đói bụng rồi sao, nhảy dữ rồi năm. Đói bụng rồi sao. Chắc nó đói bụng rồi. Dòng heo nó 23. Tán rộng của nó là 54. Chiều cao nó là 50. Rồi, quay vòng cho anh em mình coi nha. Cây này chào giá là 700.000 nha anh em. Mang mã số 18. 700.000 bán cây không bán chậu nha anh em. Bán cây không bán chậu phải không? À. Giống như là bán nghệ không bán thân phải không? À. Rồi, tiếp tục chia sẻ các bạn. Em số 19. 19 là cây Kim Quýt nữa nha anh em. À, Kim Quýt. Giờ đưa cây nhỏ lên đi Hậu ơi, để hơi cây kia xề xuống cho nó nhẹ. Cây này lên hả? Đúng rồi, đúng rồi, cây kia xề. À, nhỏ cho nó lên nào. Nhỏ cho nó lên, lớn xề xuống, lớn cho nó nằm dưới. Rồi. Mình đo cái dòng eo nó luôn á năm. Rồi, ok. Dòng eo nó 25. Tán rộng của nó là 56. Cây này nó có cây tử luôn nha anh em. Cây Kim Quýt nha các bạn. Chiều cao của nó 52. Rồi, quay vòng cho anh em mình coi luôn. Mang mã số 19. Được chào cả. Giá 1.500.000 nha anh em. 19 đây. 1.500.000. Chỉ có 1.500.000 rồi. Dời mạng đi không? Dời bằng xây đi. Rồi, dời các bạn đi tháng 5. Rồi. Tháng tới đi. Rồi, tiếp tục chia sẻ các bạn em số 20. 20 là em Mai. Mai Chú Thủy đây nè. Mai Chú Thủy. Ôi trời ơi. Không, cây này nó nhỏ nó. À, cây nhỏ đẹp các bạn. Mai Chú Thủy nhỏ. Trời ơi, cây này tán nó vừa băng hết năm. Ấm tàn. Ấm tàn hết rồi năm ơi. Ừ. Thấy không? À, cái này về chơi được rồi nhưng mà có lỗ, còn có lỗ. Lỗ đâu năm? Đó có lỗ đó. Đâu? Đó. Này hả? Trên đó. Cái này hả? Trời, cái miếng thẹo này nó đâu phải là lỗ hư đâu năm. Ờ, cái thẹo hả? Ờ, cái thẹo chứ không phải là lỗ hư. Anh năm nhìn tưởng cái lỗ. Trời sao đó anh năm phải lỗ hay sao chứ. Dòng heo của nó là 40. Tán rộng của nó là 71. Chiều cao của nó là 43. Rồi quay vòng cho anh em mình coi nha. Em số mấy? Em số 20. 20 chào giá là 2.500.000 nha anh em. 2.500.000. 20 chào giá là 2.500.000. Rồi ngửa qua cho anh Năm xem chút. Ngửa nó hả Năm? Ngửa cho anh xem chút. Rồi đây, ngửa nè Năm, bề nào? Không, bề đó đó. Ok, bề này okay, luôn okay, không? Ok, ok. Ok, tại không, em này lật ngửa được mà anh. Tại vì cái phía này nó thoáng đó các bạn, thì anh Thu mục đích là chỉ đưa cái phía nào thoáng để các bạn thấy nhìn vô cái tai chi của nó, cái cành của nó đó. À, tại vì những cái em đơn giá cao thì anh Thu phải làm như thế. À, cho các bạn nhìn rõ ha, trước khi mình chọn một sản phẩm như ý. Rồi, ok. Rồi được rồi. Rồi. Rồi xin mời em khác. Đây tới em khác ha. Em số là em 20 giờ tới em 21 hả? Em 21, con số huyền thoại của thằng Hậu nè. Em số 21 nữa năm ơi. Số huyền thoại của Hậu á, số 21. Dòng đế luôn. Dòng đế của nó là 100. Heo. Dòng heo của nó là 31. Tán rộng của nó là 56. Chiều cao nó là 71. Rồi quay vòng cho anh em mình coi luôn. Mang mã số 21 là chỉ có 1.500.000 nha anh em. 1.500.000 đồng em mang số 21. Rồi các bạn lưu ý lô hàng được chào giá vào ngày 27 tháng 5 2020.
Mọi liên lạc các bạn gọi trực tiếp cho anh Hậu theo số là 0932 696 239. Các bạn nên gọi điện thoại, đừng nhắn tin. Bởi vì nhắn tin thì Hậu sẽ xem máy lại rất là lâu, nhiều khi ngày sau Hậu mới xem. Thì cái các bạn sẽ mất đi cái cơ hội để mua những cái cây mình mong muốn các bạn. Tiếp tục là em số 22 là kim quýt. Có trái luôn đó, cây có trái nha anh em. Mà cây đồng eo 20. Trái được. Tán rộng nó là 54. Chiều cao nó là 61. Rồi quay vòng cho anh em mình coi luôn nha. Em số 22 là kim quýt. 22 là kim quýt. Được chào giá là 1 triệu 8 nha anh em. 1 triệu 8. 1 triệu 800 ngàn. Mang mã số 22. 800 ngàn. Rồi tiếp tục mà xin mời em số 23. 23 cũng là mai chứng thủy luôn nha anh em. Em sẽ đẹp. Cây này nó đẹp như mơ luôn năm ơi. Em số 23 là khá đẹp. Hầu như là gần hoàn thiện. Cực luôn á năm ơi. Các bạn lưu ý hàng mai chứng thủy là lá lớn ha. Này lá lớn nha anh em. Dòng eo của nó là 33. Tán rộng của nó là 75. Chiều cao. Chiều cao của nó là 40. Rồi quay vòng cho anh em mình coi luôn nha. Chào giá là 2 triệu rưỡi nha anh em. Chưa rồi. Em mang mã số là 23. 23. 2 triệu 500 ngàn. Rồi ngửa rồi cái hậu chưa? Ngửa hả? Ngửa nó lên. Thấy O5. Rút máy là vô máy là cho các bạn thấy chi tay ha. Đây còn thấy chi tay. Thấy em O5. Thấy cây chứ thấy em chi. Thấy em chán bỏ mẹ đi. Rồi xin mời em khác. Tưởng đâu rút máy là thấy em. Không, thấy em chán lắm. 24 các bạn tiếp tục chia sẻ với em 24. 22 tới 24 xích máy là tôi tấn tới nữa anh Nam ơi. Ai trời ơi, một người nữa năm ơi. 24 em là gốc rất là bự. Người luôn nha, mà báo cáo nó có một lỗ đây nha. nhưng mà nó thành đá rồi chứ xây 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 cái lỗ, xây lỗ đến năm dôm rồi cho bà con thấy. Nó có cái lỗ nhưng mà nó không có một không có gì nha, nó quá đá luôn rồi. Lỗ vừa quá thạch hả? Quá thạch rồi, này giống như con rùa luôn năm ơi. Rồi. Cái dòng đế của nó thân mê quá năm. Em số 24 phải không? 24 là mà dòng đế của nó là 123. Dòng eo. Dòng eo của nó là 28. Tán rộng của nó là 64. Siêu cao. Chiều cao của nó là 60. Rồi quay vòng cho anh em mình coi luôn nha. Rồi cứ quay từ từ. Đẹp hết năm. Quay cái lỗ luôn phía anh đi. Rồi nè quay lại. Đứng lại. Để cho bà con nhìn thấy cái ưu khuyết điểm của từng cây để khi mà mình chọn hàng mình mua. Khi mà mình chọn được hàng mình mua thì mình khỏi phải cắn đắng các bạn ha. Cây này mang mã số 24. Chào giá là 7 triệu nha anh em. 7 triệu hả? 24. 7 triệu. Rồi, xin mời em khác, em số 25. Em số 25. Mệt chưa? Chưa mà anh Năm ơi, em coi vậy chứ còn sức lắm anh Năm ơi. Cũng còn lực ha. Còn khỏe lắm anh Năm ơi. Em số 25. Em vậy chứ còn khỏe lắm anh Năm ơi. Bởi vì kêu lùm lực là do đó không? Dòng đế nó 74. 74. Nhà bà xã bà khen hoài đó. Khen hoài nó lùm lực. Dòng eo nó là 22. Tán rộng của nó là 54. Chiều cao của nó là 58. Rồi quay vòng cho anh em mình coi luôn nha. Mập lùng có thể. Cây này mang mã số là 25. Cây mang mã số 800 ngàn nha anh em. Mang mã số 25 được chào giá là 800 ngàn. Cây này là giá sinh viên hả năm. Giá lại hả? Giá sinh viên năm cuối ạ. Năm cuối. Rồi xin mời em số 26. 26 cũng là cây me nữa năm ơi. Cũng là cây me. Trở qua trở lại lâu lâu mình cũng qua cây me. Cây me là nó bò quằn quại luôn. Cây me là dán bài ha, hai bài bài giật lắm. Dán này dán lông á năm. Lắc mà siêu lắc siêu. Lắc quá lắc lại cây nó không khùng. Rồi dòng eo 18. Cây me. Tán rộng nó 70. Em số 26 phải không? Em số này 20. 26. 26. Mã số 26 là cây me. Rồi, cây me Việt Nam nha các bạn, me Việt Nam. Chào giá là 1 triệu 2 nha anh em. Cây me Việt Nam chào giá là 1 triệu 200 ngàn đồng. Mang mã số là 26 ha. 26.
lô hàng được chào giá vào ngày 27 tháng 5 2020. 200.000. Ừ, 1.200.000 đồng. Rồi. À, xin mời em số 28. 27. Ý 27 hả? 27. 27. Em số 27 bự cao quá trời. Ừ, này cao anh Năm ơi. À, cái này tông giờ cao. Nó quá trời luôn Năm ơi. À, em một nồi luôn nè anh Năm. Em tông cao ha. Giờ mình đo vòng đế nó hả Năm? À, đo cũ đi. Rồi. Vòng đế của nó là 585. Phải kỹ không? Phải đo là có đúng không? Coi lại đúng không phải không? Ông thần. À, anh em mình nó buồn. Đúng rồi, nó 81 anh Năm ơi. À, thấy nó rộng rộng cái là nghi rồi. Mà nó vòng đế nó 81. Vòng eo cái nữa. Dòng eo của nó là 33. Tán rộng của nó là 53. Chiều cao. Chiều cao của nó là 76. Rồi quay vòng cho anh em mình coi luôn. Cây này mang mã số 27. Chào giá là 1 triệu rưỡi nha anh em. Rồi, ok. Tức là 1.500.000 đó anh Năm. Rồi xin mời em số 28 hả? 28. 28 giờ xíu đi, giờ chứ. Rồi, 28 giờ đi ha. 28 tức là nó bán cặp nha anh em. 28 là lô là cái mã số 28 được chào bán là cặp bán hay. Cặp nha. Rồi, này, 28. Này, này dán trực một thằng lả mà coi dòng đế nữa nha. Dòng đế của nó là 64. Dòng eo của nó là 23. Tán rộng của nó là 61. Chiều cao của nó là 53. Rồi quay vòng cho anh em mình coi luôn nha. Rồi một em. Đây là cái em 8 nhưng mà bán cặp 28A à, em 28B 20, à, mã số 28 đây, được chọn giá cặp trên đầu nha anh em. Báo cáo là mấy cây này là nó mục nè nha. Em chọt tay vô coi nó sâu không. Nè nè. À, dùng eo dùng đế nè. Còn dòng eo dòng mông rồi đâu thấy cái mông nó đó thì cũng có nhưng mà chưa có chụp được lấy đâu mà đo. Rồi tiếp tục. Dòng đế của nó là 87. Dòng eo. Dòng eo của nó là 32. Tán rộng. Tán rộng của nó là 64. Chiều cao. Chiều cao của nó là 62. Rồi quay vòng cho anh em mình luôn. Cặp này mình mà chào giá là 900.000 nha anh em. Em mã số 28 phải không? 28 là à, cặp. Bán cặp được chào giá là 900.000. Này các bạn lưu ý, 28 là mã số 28 là cặp. Rồi tiếp tục xin mời em số 29. 29 báo cáo cũng bán cặp luôn anh em. Ồ, cặp nhiều thế. Đây. Em 29. 29 đây. 29. Dòng eo của nó là 25. Tán rộng của nó là 63. Chiều cao của nó là 52. Đây, đã đây nha. Rồi, em 29B. 29B đây. À, 29B. Rồi. 29B. Đây, do lo luôn nha. Đây dòng eo nó là 30. Tán rộng của nó là 68. Chiều cao của nó là 56. Rồi quay vòng cho anh em mình coi luôn nha. Rồi. Tức là số 29 bán một cặp nha anh em. Mã số 29 được chào cặp và bao nhiêu đây? Giá là 900.000 luôn nha anh em. 900.000 một cặp mã số 29. 29. À, chỉ có 900.000 thôi nha anh em. 900.000 phải không? 29. Rồi. Cái số 30. Em 30 em cũng kết thúc cái chương trình. Chính xác. Kết thúc chương trình rồi xong cái mình vô mình làm lại vài chai rồi, rồi chính xác. Em số 30. 30. Em số 30 là cũng là cái kết thúc cái chương trình chào giá hôm nay, báo cáo thông số đi em trai. Cây này nó già tàn hết rồi anh Năm ơi. Dòng đế của nó là 80. Dòng eo của nó là 21. Tán rộng của nó là 66. Chiều cao của nó là 60. Quay vòng cho anh em mình coi luôn nha. Chào giá là 800.000. Em mã số 30. Em mã số 30 cũng là kết thúc cái chương trình chào giá vào ngày 27 tháng 5 2020. Rồi, nên Năm Thu rất rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý báu để xem hết clip này.
Nếu các bạn thấy clip phù hợp thì nhấn cái chuông bên phải màn hình để ủng hộ tinh thần cho Nông Thu. Còn bạn nào chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký để nhận được từ Nông Thu những cái video mới nhất. Lần nữa Nông Thu chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh Thu Bonsai, như ủng hộ cái vườn kiển Trung Hậu tọa lạc tại phường Tân Quý Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Mong rằng các bạn tiếp tục ủng hộ. Mọi liên lạc các bạn gọi trực tiếp cho anh Hậu theo số điện thoại là 0932696239 các bạn ha. Hậu ơi, chúng ta phải nói là chia tay với bà con cô bác anh chị nào. Em xin chào anh Năm không? Chào tất cả các anh em mình không? Cũng chúc các anh em mình được dồi dào sức khỏe. Có sức khỏe sẽ được tất cả. Rồi cũng mong anh em mình là ủng hộ với mình clip này cũng như là những clip vừa qua. Mình cũng là rất chân thành, rất cảm ơn. Rồi, bye bye, hẹn gặp lại trong những lần phát sóng kế tiếp các bạn ha.